lên. Ừ. Nước là nó không lên, nước không thì nó lòn 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 giống như nó làm như có cái đường ấy vậy đó. Không, nó còn nữa đó. Làm sao bà, giờ mày quậy xi măng gì nè mày đổ vô á. Có lẽ giờ đập ra đâu chán lợi. Đập sao nó đâu có mỏng. Nó mỏng có lỗ à nè. Mình lột lỗ mà làm sao nó chứa hết cái số lượng mà nó xuống đó nhiều được. Mình chế xi măng lỏng á. Ông chế cái nữa rồi. Còn nữa kìa. Lên nữa kìa. Má gì bỏng đây hết đâu luôn. Chế xuống nó mới lên. Không chế nó không lên. Đổ lên miếng chế nó ra chế xuống mỏng rồi nha. Nha được rồi. Được rồi. Mẹ đây trên thả đó. Mấy chục con rồi. Còn nào mới chứ biết nữa nè. Đổ nước vô. Nước không lên. Chạy cho nó chết chết rồi chứ sao giờ. Đổ nước lên nữa nè. Đó, thấy không? Cô có bự luôn. Thấy cái thao gì mất nước á. Tôi đang lấy cái gì cái thao, đưa cái thao mình cái xe. Cái đủ quá luôn, tiêu quá đâu không, mẹ hết. Để cho hết luôn đi, để nó bọng. Lên luôn rồi. Lấy bên này mà. Lấy con hả? Lấy ngàn con rồi. Lấy con rồi. Lấy con rồi. Không lấy lại. Con lấy cho bọt. Mới nãy con cả nước con lên. Chị bằng khô vậy? Nó bằng khô chứ thả gì trời. Nè, ăn uống được chưa đây, không lấy bằng khô đi đây. Nuôi được bà con mấy ngàn. Không biết gì lắm. Nữa kìa. Ủa. 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 Không dẫn mà, đừng không dẫn. Nú là ở chùa trà tòi, chết mẹ. Bắt lên, bắt lên. Nè, quá nhầm con. Chúng thích trơn luôn. Bỏ tao lấy cho đủ má luôn, mua nước còn nhiều lắm, tiện nợ. Còn có lấy được 200 con lấy cho được. Đổ nước không lên, đổ có hơn chi măng nó lên. Lấy bằng khô, đừng có giờ mình bằng khô mình bán. Đi ốp, có khó thì sợ. Đổ có hơn chi măng nó mới lên. Nó thả không? Đổ nước không lên đó, thấy không? Nó thả không? Nó thả không? Còn 2-3 con nó không lên đó. Giờ đập luôn đi. Ờ, tự giờ không đập, dễ giờ đập. Đập chán lại. Không đập cho được. Chứ chị em chán nó cũng vùi nữa à. Tại là lội lương nó vùi mà. Vùi đâu, vùi lỡ. Tại nó bỏng lỗ. Tại cái đó nó chạy dưới đầu đó. Dưới đầu nó nắm được lắm. Đập thử nó bỏng tới đâu nó bố đi. Chút nhẹ hồ nó gì nó lên đó. Để nó mang bốc nó thử bên đây nè. Đây nó bỏng chỗ khác nó vùi nữa đó. Ừ, vùi nữa đó. Phải đập, đập theo cái lần lỗ đó đi lần hoài tới. Như mình là đầu hang chuột vậy đó. Cái lỗ ở đây nè nè. Bỏ vậy đập lần theo đập mình biết đổ đi. Không quậy màu lỏng lỏng đổ. Dễ gì. Ừ. Được chưa? Má nó được mấy con rồi, ít quá chết rồi. Còn nhiều nó có mỏng dữ lắm. Tụi nó không có bọn nó quậy với một vùng dữ luôn á, cho ông không biết. Một vùng bành đi là một luôn. Một vùng dữ đó, cho ông đập đi kỹ đâu là một vùng dữ luôn á. Đó lên của nó là còn hoài đó. Bây giờ đập đập nó không nó bỏ rồi đó. Để bắt lên. Má 7 ngàn con lưng ăn thịt hết trơn. Á không, chứ phải lưng lưng. Kìa, kìa, con bự luôn kìa, con bự lắm kìa. Con bự gà đó. Ông mới riêng mà. Còn nữa. Còn mấy con. Trời ơi, nãy giờ nhiều lắm rồi đó nghe. Nó đổ một thùng, cả ký vậy đó. Kìa, lú lên nữa kìa. Đổ xuống, đổ xuống. Đổ cái đó là ập liền. Lưng ăn thịt, chứ phải lưng lưng, không nói. Trời, á không, trời. Hẹn chi tới bụng nước cho chừng 200 con, trời. Mấy trăm ngàn. Có lưng á, đây là bao mấy luôn hả vợ? 21 kg. Chập dây ra rồi. Cái biên lên đây. Trời ơi, ý nghĩa của cha. Trời ơi. Lấy cái đục cái búa đi lai mà đục theo cái lần đó là mày bắt hết trơn luôn lai. Mày không đục nó bọng, nó bọng cho cái vùi nữa đó. Ừ, mày phải chám cho kỹ, chứ không kỹ là nó vùi nữa. Chứ mày phải đục lên trên thạch. Đồ cao, đã có lỗ cái gì đó. Rồi, rồi. Đừng bự bự. Mẹ đừng ăn thịt, phải lưng ăn thịt nó không.
lưng tiền không chứ nữa lưng đó đúng lứa rồi. Đã lưng này lưng lưng, lưng đạt rồi. Cái này nó bằng qua. Đó kìa. Lưng đạt rồi đó. Chứ phải lưng kia mình đâu có nói nhiều đâu. Còn lưng con với chân trâu. Đạt không ơi, vừa mẹ đi. Ờ phải đi đạp mẹ biết thì đạp mẹ chào chết xi măng. Phải đạp cái lưng lên được rồi. Ờ. Phải biết. Không mà bây giờ ông cứ lặn theo nó đập theo thì ông móc lên lên bắt lên chân à. Kìa. Mà mình khô, mình mặn khô. Đổ nước không lên. À, tao cũng mới khai đậy bụng nước không lên mà. Không lên con màu à. Cái này còn cách nữa nè, ông đổ ba cái dầu mà gu vô nó lên còn dữ. Có hơ á. Ờ, có hơ dầu mà gu đôi gì dầu lửa đôi nó lên còn dữ. Lên trong con lo mình thấy ông đỡ luôn. Chứ đừng để nó mà ấy, nó chịu. Còn lót lót dưới trời. Thôi đập mẹ đi. Đập mình không có lấy lương mà nhưng mình đập bên thân nó mốt. Đập lương còn ngày luôn đi, sợ luôn.